Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một cái clip mà vì không muốn làm đâu, bởi vì nó gắn với cả cái tuổi thơ niên thiếu của mình hồi lớp 11-12 đã từng đi buôn đào buôn quất nhé. Đây là vùng đất Nhật Tân, Quảng Bá thuộc phường Nhật Tân. Đây là cái khu vực đất bồi bên bờ sông Hồng, nó rất là màu mỡ và đặc biệt là hoa đào được trồng từ nhiều thập kỷ nay rồi, có thể hàng trăm năm rồi. Thì nó là vùng đất trồng đào. Ở trên vùng đất trồng đào này thì nó có hai loại đào chính, đó là đào bích và đào phai. Nhưng mà hôm nay thì mình đứng ở giữa cái vùng đào Nhật Tân này ấy, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút. Có một người bạn của mình, bạn bảo là cái này là anh trai của bạn ấy đã mua cách đây nhiều năm rồi. Đó là xu hướng đào này tôi gọi là đào trúng gió tôi hay gọi từ là nằm vườn ra. Thì đây là cái cảnh khá là đẹp. Cả một dãy này nó có rất là nhiều cái gốc đào nằm vườn này, 1, 2, 3, 4 này. Mọi người thấy không? Nằm dài. Cái mương này ấy, là cái mương để mà người ta lấy nước vào, người ta tưới cây ấy. Thế thì bên này là dãy đào vườn, còn bên cạnh ấy, các bạn nhìn thấy các cái đào nó chùm thế này không? Thì người ta gọi là đào cành nhé. Cái đào này gọi đào cành, nó cứ tum lại như thế này. Thế xong đến khi cắt cái gốc một cái ấy, thì nó thành một cái gọi là cái cây đào cành. Một cành đào như thế này ở ngoài với thị trường Hà Nội bây giờ nó rơi vào khoảng 500-600 nghìn, có thể nhiều hơn nếu mà cành đào to và đẹp, khoảng 600-700 nghìn đấy. Còn cây đào vườn này như thế này ấy, nó đẹp ấy, như cái cây này, chỉ thiếu một ít lộc thôi thì nó rơi vào khoảng trên 1 triệu. Còn bên này thì lại khác nhé. Bên này là những cái cây người ta đang chưa uốn được. Những cây này người ta chưa uốn, người ta sẽ để đó. Các bạn thấy không? Đừng nghĩ là không ai mua cây đào này về đâu. Những cây đào này để trồng thôi. Người ta gây giống để người ta sẽ uốn nó cong xuống ườn ra như ông bên này. Thế vào một cái dãy đào này nó rất là cao. Dãy này là dãy chắc chắn là để uốn rồi. Còn bên kia là bích đào, bên này là đào phai. Rất là khác nhau về mặt màu sắc, kiểu dáng. Một cái vườn đào như thế này ấy, thì bình quân ấy, một vụ đào ấy, mỗi một người mà trồng khoảng 500-1.000 gốc thì trong một năm thì có thể thu nhập được khoảng 300 triệu cái tiền lợi nhuận đấy. Đấy, tức là chia ra, có những nhà mà trồng tốt ấy, có thể lên đến tiền tỷ luôn. Đây là một cái clip mà mang tính chất của người Hà Nội. Tôi sinh ra ở mảnh đất này cho nên là cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Đã thế thì sẽ là một clip về Tết truyền thống nhất. Bây giờ đi thăm tiếp vườn đào khác nhá. Đây là xe chuyên để chở đào nhé, buộc vào sau xe máy, và cái này chở 2 gốc. Đây là những gốc đào thế này, lâu lắm rồi này. Cái này gốc đào như này phải tầm trên 10 năm mới có được cái thế và cái thân cây nó to như thế này, rất to, rất là to nhé, màu đẹp. Những cái loại hoa này rất là khỏe, nụ nó to. Đây là gốc băm này, đây này rất là đẹp, chỉ mỗi nơi là chưa được nhiều nụ. Hôm nay mới có 23 thôi thì khoảng vài 3 ngày nữa thì sẽ rất đẹp. Những cây như này thì phải 10 triệu trở lên luôn. Cái vườn đào này gọi là vườn đào thế nhá. Những cái cây như này là thường hay cho thuê thôi, chứ còn ít bán được lắm. Hàng trăm gốc đào thế, cái vườn này phải khoảng cả 5-10 tỷ đồng luôn đấy. Đấy, giờ chúng ta sẽ xem các cái vườn khác nhé. Là những cái xe vào đấy để nhập đào ra nhá, buôn, người ta gọi là đi buôn đào, như tôi ngày xưa gọi là buôn đào. Tất cả các xe bộ vào này, buôn đào buôn quất, tất cả một dãy tấp đập luôn. Thế và người ta chỉ mua từ trong này mang ra ngoài, đến ngoài đường chợ Quảng Bá hoặc chợ Hoa ngoài Quảng An, Quảng Bá kia thôi, hoặc là xuôi xuống các cái phố ở dọc ở dưới trong trung tâm Hà Nội. Thế là một bán thành đôi rồi, cho nên là anh em nhìn nhiều đi vào đây để xem cùng hiểu biết cái cách người ta đi buôn đào nhé. Vào mua tận vườn đấy. Rất là nhiều nhà vườn nhá, bên tay phải này, xe đánh đào đi Sài Gòn. Ui, đào hạ cây nhiều chưa, vườn ươm vườn. Đây là bên trong bờ đê nhá, chứ không phải bên ngoài bờ đê đâu. Bờ đê sông Hồng á. Wow, cây này to quá này, cây này phải 3-4 triệu. Cây này khoảng bao tiền em ơi? Cây này khoảng 3 triệu à? Đẹp quá nhỉ. Đẹp quá. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. 3 triệu cây đấy. Đây, cái này chắc khoảng 2 triệu. Đấy, đây là những chiếc xe lọ mọ này, đi mua đào này, mua như mua buôn luôn. Khả năng là ôi 1, 2, 3, 4, 5 nhiều cây quá. Đây là hàng xe đào nhá, xe tải chở đào bên trong ấy, cắt từ vườn mang đi bán buôn, mua buôn bán lẻ. À đây là 89 là biển ở các tỉnh về đây đây này, các tỉnh về Hà Nội lấy đào. Mọi người ơi, hôm nay lại có một điều rất lạ nữa này, đây là cây đào bạch này. Ôi, tí nữa phải hỏi bác chủ vườn sao lại có được đào bạch này, đúng là trắng tinh luôn này. Đây. Wow, cái vườn này là vườn rất là lạ luôn này. Bác ơi, sao lại là nó lai ra được hả bác? Không, giống của nó chứ. À thế ạ, giống này từ đâu hả? Giống này từ bên Bắc Nguyên về. À. Ôi dồi ôi. Hoa đào này, bạch này nó như kiểu là hoa như thành ra là hoa gì nhỉ? Hoa gì của Nhật nhỉ? Quên, hoa anh đào đấy à. Đẹp nhờ, ôi nhiều bạch lắm này. Bao cây bạch đào luôn, có cành bạch đào luôn. Wow. Trắng nở rất to luôn mà, cánh cũng cánh kép đây này. Anh em lưu ý nhá, đây là hoa đào là cánh kép này, rất nhiều lớp này gọi là cánh kép đấy. Còn cánh đơn thì nhìn nó không có đẹp lắm đâu, đơn cánh thì không đẹp. Ôi, đẹp quá nhỉ. Wow. Lạ đấy. Quá hay. Quá bạch đào. Rất đẹp này. Đây là các loại hoa thực dược này, rồi hoa bướm này, rồi hoa ly này, rồi là hoa violet này. Ở trên làng hoa người ta trồng ghép vào luôn. Ôi cái đây vườn này, vườn bạch đào luôn. Nguyên vườn luôn. Nguyên vườn bạch đào uốn thế. Rất thật. Tất cả bạch đào hết, xếp một dãy ra. Đỉnh. Có thể nói là cả cái khu vực Quảng Bá Nhật Tân này nhá, nhất là cái phường Nhật Tân, các vườn rồi nhưng mà không có vườn nào mà rất nhiều bạch đào, mà đa phần là cả vườn bạch đào như cái vườn hoa này. Vườn này còn uốn thế nữa. Rất chuẩn luôn. Rất là đẹp. Bạch đào uốn thế này. Đây hoa bạch đào nở tung. Đẹp lắm. Đây là cả một chiều dài nhá, của cả một vườn bạch đào. Rất là lạ. Trời, chỗ này hoa còn nở bung đẹp đẽ này, trắng tinh. Mọi người quan sát nhá, đấy này, cây này đẹp quá này. Wow, càng xuống càng đẹp. Đẹp quá. Đây là đào rừng nhá. vườn chợ hoa Nhật Tân, Quảng An. Mặt này là mặt chính này. Ngả lên một tí cũng được đấy. Không, mặt bên này không phải mặt chính.